Hi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Mi ngày hôm nay. Thì hiện tại hôm nay Mi đang có mặt tại cửa hàng xe máy 702, địa chỉ là đường NE8 Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3 cỡ 500m. Đó. Thì hôm nay Mi sẽ review và báo giá cái dòng xe mà được mọi người mong chờ nhất trong cái nửa đầu năm 2022. Đấy chính là dòng xe Vario. Ở đây bên cạnh Mi thì đã có cái em phiên bản 2023 rồi nha các bạn. Nhà Mi đã về hàng được hơn một tuần rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình mới có thời gian quay cho các bạn xem. Hôm nay thì mình sẽ so sánh nó em 2022 và em 2023 để cho các bạn biết những cái khác biệt nhá. Trước tiên thì mình sẽ báo giá nó trước. Với cái em phiên bản Vario 125 phiên bản 2023 thì bên mình đang có giá là 48 triệu giá đã bao gồm thuế VAT. Chỉ 48 triệu thôi nha các bạn. Các bạn trả trước 5 triệu có căn cước công dân đủ 18 tuổi mới có thể báo động hồ sơ cho mình luôn. Đó. Còn cái em Vario 125 này thì giá của nó sẽ thấp hơn một chút xíu, rẻ hơn 1 triệu, 47 triệu giá đã bao gồm thuế VAT. Với hai phiên bản này thì nhà Mi đều có công tắc dừng 3 giây cho các bạn luôn nha. Như các bạn có thể thấy này, về phần ngoại hình thì Vario 125 phiên bản 2023 nó như là cái phiên bản kết hợp giữa 125 và 160 vậy. Đó, với những cái đường nét góc cạnh này, như các bạn có thể thấy, góc cạnh, phối tem rất là bắt mắt. Còn ở bên này thì là những cái đường nét vuốt nhọn, trông nó thanh thoát hơn. Nhưng mà Mi thấy là rất nhiều người cũng ưa chuộng cái mẫu của 2023 rồi. Đặc biệt có một cái điểm cải tiến hơn nhiều ở cái phiên bản 2023. Đấy chính là khóa Smart Key nha các bạn. Đây, để cho các bạn có thể thấy được. Thì ở đây cái phiên bản 2023 này đã được trang bị khóa Smart Key vô cùng an toàn và tiện lợi. Khác với khóa cơ ở bên cái phiên bản cũ. Đặc biệt này, ở cái phần hộp chứa đồ đã có nắp đậy này. Và có cổng sạc USB 12V cho các bạn. Nếu các bạn đi đường hết pin thì mình có thể sạc ở đây. Rất là tiện lợi. Đó. Thì nó cải tiến hơn so với 2022. Vậy thì chỉ mắc hơn 1 triệu đồng thôi. Nhưng mà có những cái điểm cải tiến hơn rất là nhiều. Vậy thì các bạn không biết là các bạn còn phân vân điều gì nữa không? Thì ở đây này, còn một điểm khác biệt nữa. Đó chính là cái mâm của nó. Mâm ở bên này thì được mạ màu vàng để phối cùng với cái tem vàng ở đằng sau. Còn mâm bên này là mâm màu đen. Cái mâm của 125 2023 ấy các bạn thì nó là cái mâm 5 chấu. Như các bạn, nếu mà các bạn đã chơi cái dòng 150 ấy thì nó sẽ giống y hệt cái đàn anh 150 của nó luôn. Đó, cái mâm rất là đẹp. Vậy thì nếu mà các bạn muốn mua xe trả góp thì chỉ cần căn cước công dân thôi, mình đã có thể hỗ trợ lên hồ sơ, báo động hồ sơ cho mình rồi. Đặc biệt nếu bạn nào mua xe trả góp từ xa đến thì mình có hỗ trợ tiền xăng xe từ 500 đến 1 triệu này, tặng quà combo 5 món lên đến 2 triệu đồng, giảm giá xe trực tiếp cho mình 1 triệu đồng nữa. Rồi mình sẽ nhắc lại cái giá một lần nữa nha các bạn. 2023 48 triệu, 2022 47 triệu, giá đã bao gồm thuế VAT. Nếu mà bạn nào mua xe trả góp, trả trước giúp mình 5 triệu đồng là đã có thể rước xe về rồi. Nếu mà các bạn còn muốn mình review những cái màu mới của 2023 thì các bạn cứ comment xuống bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.